Một đôi bông tai có thể là đồ trang sức điệu đà cho phái nữ nhưng cũng có thể là một vật nguy hiểm cho trẻ nhỏ nếu người lớn sơ suất. Một bé gái 7 tháng tuổi ở Long An đã bị rách thực quản do nuốt chiếc bông tai vàng của mẹ. May mắn là các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã xử trí thành công trường hợp trên. Cháu bé 7 tháng tuổi được chuyển lên từ tỉnh Long An khi có dấu hiệu nôn ói và quấy khóc. Khi nhập viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, các kết quả cho hình ảnh cho thấy có một dị vật cản quang nằm trong thực quản ở đoạn ngực của bệnh nhân. Dị vật cấu hình một chiếc hoa tai có một đầu nhọn nên nguy cơ đâm vào thực quản là rất cao. Khi thực hiện can thiệp, gắp dị vật cũng có thể làm bé bị tổn thương. Các bác sĩ đã rất cẩn trọng sau khi gây mê phải xoay trở để kéo dị vật vào lồng ống soi, lấy ra thành công chiếc bông tai. Lòng thực quản bệnh nhân chỉ tổn thương niêm mạc. Trước đó người nhà cho biết bé đang chơi với mẹ thì bất ngờ dùng tay giật hoa tai bỏ vào miệng. Sau đó bé nôn ói liên tục và được người nhà nhanh chóng đưa đi nhập viện.